Tên cướp cô đơn mang lệnh truy nã đỏ sau khi đoạt mạng 10 người. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Để hạ gục được tên cướp máu lạnh cực kỳ hùng hãn, mang lệnh truy nã đỏ hạng A, Châu Khắc Hoa, cảnh sát của 4 tỉnh là Trùng Khánh, Hồ Nam, Giang Tô và Tứ Xuyên đã hết sức vất vả, truy tìm trong 8 năm trời. Châu Khắc Hoa được xem là tên cướp nguy hiểm nhất Trung Quốc từ sau vụ tên Trương Quân bị tử hình, gây 10 vụ cướp, giết chết 10 người vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 8 năm 2012, sau khi rút 20.000 nhân dân tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đóng tại Phụng Minh Sơn, khu Sa Bình Bối, thành phố Trùng Khánh. Cô Trịnh vừa bước ra cổng thì bị một người đàn ông bám sát, y lạnh lùng, bắn ngay vào đầu cô Trịnh và giật chiếc túi đựng tiền màu vàng của nạn nhân. Một nhân viên bảo vệ ngân hàng là Liêu Đức ưng vừa lao ra thì bị tên cướp bắn mấy phát vào bụng. Sau đó hung thủ chạy ra hướng đường sắt. Lúc này một cảnh sát đường sắt là Chu Ngạn Siêu đang trên đường đi tuần tra theo hướng ngược lại. Tưởng đây là lực lượng truy bắt mình, tên cướp đã bắn vào ngực khiến Chu Ngạn Siêu ngã cục, sau đó trốn thoát. Vụ cướp của giết người kinh hoàng đã làm chết hai người, Liêu Đức Ưng bị trọng thương. Qua khám nghiệm hiện trường, thủ đoạn gây án, giám định loại vũ khí gây án và hình ảnh do camera lưu giữ được. Lực lượng điều tra công an trùng khánh xác định hung thủ chính là Châu Khắc Hoa kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp tiền từ ngân hàng. Cái tên Châu Khắc Hòa là nỗi ám ảnh đối với lực lượng công an các tỉnh Giang Tô, Hồ Nam, Tứ Xuyên. Tên này gây án cực kỳ hành động, thường bám theo người rút tiền, dùng K54 bán chết nạn nhân, cướp tiền rồi biến mất. Kể từ năm 2004 đến tháng 8 năm 2012, Châu Khắc Hòa đã gây ra 10 vụ cướp, bắn chết 10 người, làm bị thương 6 người, cướp đi hàng triệu nhân dân tệ. Trần Dung, tên cướp cô đơn. Sau khi gây ra vụ cướp của giết người lần thứ ba, lực lượng công an mới đủ cơ sở xác định hung thủ là Châu Khắc Hoa thông qua hàng loạt giám định ADN, vỏ đạn, cách thức gây án và hình ảnh ghi lại được qua camera gần các nơi gây án với đặc điểm chân phải bước nhanh hơn chân trái 0,2 giây cũng như thói quen liếc ngang liếc dọc lúc đi đường. Châu Khắc Hoa sinh ra tại làng Nhị Đường, thôn Cảnh Khẩu, khu Simping Ba, thuộc phía tây bắc Trùng Khánh. Bố Hoa là Châu Chính Hy, chuyển đến thôn này từ những năm 60, kết hôn với một khóa phụ và đã có hai con là Trần Thế Trân, sau đó sinh ra Châu Khắc Hòa. Gia đình Châu Chính Hì rất ít khi đi lại quan hệ với hàng xóm trong thôn. Giữa họ thường xảy ra cãi vã và theo những người trong thôn nói lý do chủ yếu là do cuộc sống nghèo khổ. Châu Khắc Hòa được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh gia đình như thế và ảnh hưởng bởi tính cách của cha y nên từ nhỏ đã ít nói, ít bạn bè đồng lứa. Theo như mẹ y, bà Trần Thế Trân kể lại, Hoa là đứa trẻ có tính cách ôn hòa, không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bài, thường xuyên thích xem sách về võ hiệp và chuyện trình thám. Ngay từ khi lên cấp 2, Hoa đã cùng bố đi đào cát cho chủ khai thác cát ở sông Gia Lăng. Mặc dù công việc khai thác cát được trả lương 20 nhân dân tệ một ngày, khoản tiền không hề nhỏ đối với lao động trần tay, nhưng y không thấy thỏa mãn. Năm 1985, khi 15 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn ăn bám bố mẹ, mải mê với những trò chơi con trẻ, thì Châu Khắc Hòa bỏ thôn đi làm thêm, tự lập nuôi sống bản thân. Thời gian này y bị bắt và bị tạm giam 14 ngày do có hành vi trêu chọc phụ nữ. Năm 1993, được bạn bè giới thiệu, y đến làm bốc vác ở nhà ga xe lửa Trùng Khánh. Năm 1996, Châu Khắc Hoa kết hôn với một người phụ nữ họ Từ. Cũng từ đó y dọn ra ngoài thuê nhà sống với vợ. Dù sống xa nhà, nhưng Châu Khắc Hoa vẫn quan tâm tới gia đình, đặc biệt là mẹ ruột qua hành động tiếp tế thịt cá gửi về nhà thế nên biết con trai là kẻ sát thủ máu lạnh gây ra hàng loạt vụ trọng án cha mẹ hắn không khỏi suy sụp bàng hoàng sau một thời gian bốc vác ở ga tàu y chuyển sang giúp anh họ lái xe tải chở hàng nhưng trong khoảng thời gian này vợ chồng châu khắc hoa lục đục hắn ly dị vợ bỏ nghề lái xe hoa bắt đầu đi làm công tạo nên bước ngoặt lớn trong đời hoa và dẫn y vào con đường phạm tội theo hồ sơ của công an thì vào tháng 3 năm 1986, Châu Khắc Hòa từng bị bắt vì tội quấy rối phụ nữ. Tháng 3 năm 1993, Châu lấy trộm được một khẩu mang đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thì bị công an bắt giữ và lãnh án cải tạo lao động 2 năm. Năm 1997, y mua một khẩu K54 tại Vân Nam và bắt đầu gây án. Do thoát ẩn thoát hiện, gây án tại nhiều tỉnh thành, thủ đoạn tàn bạo, ẩn hình mau lẹ, nên người dân cho rằng tên cướp này xuất thân từ lực lượng đặc biệt trong quân đội. Tuy nhiên, theo điều tra thì Châu Khắc Hòa từng mong muốn trở thành quân nhân, nhưng năm 18 tuổi đi khám sức khỏe thì đã bị loại. Có một đặc điểm, y rất mê hàng nóng và phim hành động. Ngày 22 tháng 4 năm 2004, vào lúc 12 giờ trưa, hai nữ nhân viên kế toán và thủ quỹ của một nhà hàng lớn ở thành phố Trùng Khánh đã bị Châu Khắc Hòa tấn công sau khi rút tiền ở ngân hàng công thương trên đường Ngũ Hoàng, khu Giang Bắc, làm một người chết, người còn lại bị thương Số tiền cướp là 70.000 nhân dân tệ Sau đó hơn một năm Hoa lại gây ra một vụ trọng án khác Vụ án xảy ra ở khu Simping Ba Vào ngày 16 tháng 5 năm 2005 Một đôi vợ chồng vừa từ ngân hàng ra Bị cướp Hậu quả là một người chết, một người bị thương Cùng năm 2005 Theo một nguồn tin chưa xác định Châu Khắc Hoa xuất hiện Ở vùng biên giới thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc Sát với Myanmar những khẩu về sau, y sử dụng được mua từ đây. Tin tức bên cơ quan chức năng địa phương cho biết, Châu Khắc Hòa bị Viện Kiểm đường sát Đường sắt Vân Nam bắt và y bị phạt tù vì tội mua bán hàng nóng trái phép. Một vụ khác cho thấy sự hùng hãn của tên cướp khét tiếng này. Vào khoảng 19 giờ 42 phút ngày 19 tháng 3 năm 2009, Châu Khắc Hòa đeo mặt nạ, bắn chết lính gác Hàn Quân Lương, 18 tuổi, ở doanh trại quân đội gần khu Cao Tân, thành phố Trùng Khánh, sau đó lấy đi một khẩu. 81 gạch 1. Khoảng 13 giờ 55 phút ngày 14 tháng 10 năm 2009, tại công viên ngoại ô khu Thiên Tâm, thành phố Trường Sa, Hồ Nam, ông Lý Thành Thọ, 56 tuổi, người ở Trấn Quản Độ, thành phố Lưu Dương, đã bị Châu Khắc hỏa bắn chết với 6 phát đạn, lấy đi 2.000 nhân dân tệ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thủ phạm đã theo dõi nạn nhân từ trước. Ngày 4 tháng 12 năm 2009, vào lúc 11 giờ 26 phút, một vụ nổ hàng nóng xảy ra tại đường Phù Dung, khu Thiên Tâm, thành phố Trường Sa. Nạn nhân họ Quách, 41 tuổi, đã bị Châu Khắc Hòa sát hại khi vừa từ ngân hàng ra. Thủ phạm đã trốn thoát với 45.000 nhân dân tệ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010, vào 8 giờ 20 phút, đã xảy ra một vụ nổ hàng nóng bên ngoài một công ty thương mại ở khu Vũ Hoa, thành phố Trường Sa. Nạn nhân là người quản lý công ty họ Tiêu đã bị bắn chết. Sau khi gây án, Châu Khắc Hòa đã trốn thoát. Theo nhận định của cảnh sát, cách thức gây án trong vụ này giống hệt vụ cướp ngân hàng ở khu Thiên Tâm ngày mùng 4 tháng 12 năm 2009. Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2011, một thương gia họ Trường kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng đã bị bắn trọng thương vào đầu và hông khi vừa bước xuống từ xe Lexus. Khoảng 9 giờ 50 phút ngày mùng 6 tháng 1 năm 2012, ông Trình vừa bước ra từ ngân hàng nông nghiệp ở thành phố Nam Kinh Giang Tô với số tiền 200.000 nhân dân tệ thì bị Châu Khắc Hòa đeo mặt nạ bắn chết. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân họ Trình ở khu Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, 42 tuổi và đang làm việc cho một công ty vật liệu xây dựng ở Giang Tô. Cuộc truy quét quy mô nhất Sau vụ trọng án ngày 10 tháng 8 năm 2012 xảy ra, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Mạch Kiến Trụ đã chỉ đạo Công an Trùng Khánh phối hợp với Công an các tỉnh kiên quyết truy bắt bằng được tên cướp Châu Khắc Hòa. Thứ trưởng Bộ Công an Trương Tín Phong được cử đến Trùng Khánh trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Do đã có kế hoạch tác chiến từ những vụ cướp trước đó nhằm khoanh vùng đối tượng, không cho hung thủ trốn thoát, Ban chuyên án Công an Trùng Khánh cùng Công an các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu xác định tiền cướp họ Châu không thể trốn chạy ra khỏi Trùng Khánh. Phân tích tình hình cho thấy rất có thể Y đang lẩn trốn ở vùng núi Ca Lạc ở Trùng Khánh, địa phương có hơn 30 triệu dân. Theo Tân Hòa Xã, cảnh sát Trùng Khánh đã dán hơn 1,8 triệu tấm áp phích trong thành phố, tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình và Internet để kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan tới tên tội phạm nguy hiểm này. Hơn 40.000 tài xế taxi, tài xế xe buýt và người dân địa phương đã được huy động để tìm kiếm các manh mối, nơi ở của tên cướp Châu Khắc Hòa. Cảnh sát địa phương sau đó đã nhận được hơn 700 tin báo từ người dân. Từ ngày 11 tháng 8 năm 2012, hơn 10.000 cảnh sát vũ trang Trung Quốc đang bao vây ngọn núi Ca Lạc thuộc khu Sa Bình Bối Trùng Khánh, nơi được cho là Châu Khắc Hòa đang ẩn nấu. Cảnh sát ba tỉnh Trùng Khánh, Quý Châu và Tứ Xuyên đều được lệnh tập trung truy bắt Châu Khắc Hòa. Cảnh sát treo thưởng 5 triệu nhân dân tệ cho ai cung cấp thông tin hoặc bắt được Châu Khắc Hòa. Quanh núi Lạc Sơn, cứ 50 mét, có một chốt gác với 2 đến 4 cảnh sát. Đại quân khu Thành Đô cũng biệt phái một đơn vị quân đội phối hợp truy bắt. Bắn gục tên cướp, suốt 4 ngày đêm truy quét trên núi Ca Lạc không có kết quả. Bất ngờ, vào sáng ngày 14 tháng 8 năm 2012, lực lượng công an nhận được tin báo của một người dân cho biết có kẻ khả nghi rất giống Châu Khắc Hòa đang lảng vảng ở phía Đông Gia Kiều, khu Sa Bình Bối, Trùng Khánh. Các trinh sát lập tức triển khai kế hoạch bao vây. Tổ trinh sát do Vương Hiểu Vũ chỉ huy đến trước. Lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày 14 tháng 8, Vương Hiểu Vũ phát hiện Châu Khắc Hoa đang mang túi đi đến một xưởng giày da thuộc thôn Đồng Gia Kiều, thị trấn Đàm Gia, khu Sa Bình Bối, liền áp sát từ phía sau. Với sự tinh danh của một sát thủ, Châu Khắc Hoa nhanh chóng phát hiện bị theo dõi. Khi trinh sát Vương Hiểu Vũ và một đồng nghiệp đến gần khoảng 3 mét, Châu Khắc Hoa bất ngờ quay lại bắn về phía hai cảnh sát. Rất may, không ai bị thương. Trước hành động manh động của tên cướp, cảnh sát buộc phải bắn. Vương Hiểu Vũ lập tức nã đạn vào tên cướp. Cuộc đọ hàng nóng diễn ra trong vòng vài phút. Châu Khắc Hoa bị trúng 4 phát đạn vào người và bị trinh sát khống chế. Công an phát hiện có hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt một thẻ ngân hàng ở Giang Tân, kính đen, một khẩu K54 có 3 bằng đạn, 62 viên đạn, hai vé xem phim. Đặc biệt là chiếc điện thoại di động của hung thủ đã tắt nguồn. Lâu nay, qua các manh mối đều xác định, Châu Khắc Hoa không sử dụng điện thoại để liên lạc với gia đình, vợ cũ nên gây khó khăn trong việc truy lùng tên cướp này. Phục hồi dữ liệu trong điện thoại di động, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Trương Quế Anh, tình nhân của Châu Khắc Hoa, được Châu cấp dưỡng tiền tiêu hàng tuần lên đến 10.000 nhân dân tệ, mặc dù Trương Quế Anh biết Châu Khắc Hoa là tên cướp khét tiếng song vẫn chấp nhận làm tình nhân của hắn. Sau vụ án ngày 10 tháng 8 năm 2012, Châu Khắc Hoa đã đưa cho Trương Quế Anh 60.000 nhân dân tệ, đồng thời nói rằng sẽ làm một vụ lớn hơn nữa. Tổng số tiền mà Châu Khắc Hoa cướp được xác định là 5,55 triệu nhân dân tệ. Ngày 22 tháng 3 năm 2013, Tòa án Nhân dân Sa Bình Bối, thành phố Trùng Khánh đã tuyên Trương Quế Anh 5 năm tù, tịch thu gia sản, xử phạt 10.000 nhân dân tệ, về tội che giấu tội phạm tiêu thụ tài sản người khác mà biết chắc là do phạm tội mà có trên đây là video tiền cướp cô đơn mang lệnh truy nã đỏ sau khi đoạt 10 mạng người cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay hãy subscribe like và share để ủng hộ OV đại bảng có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại.